Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 15 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, nhờ có tam hợp phù trợ mà người tuổi Tý có một ngày làm việc rất hiệu quả và năng suất dù tình huống có khó khăn đến đâu bản mệnh có thể đưa ra những quyết định đúng đắn và kịp thời đó là lý do bạn nhận được sự tin tưởng của đa số mọi người chuyện tình cảm thêm mặn nồng các cặp đôi có thể đổi gió tình yêu của cả hai thông qua nhiều hoạt động thú vị hơn như cùng nhau lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn cùng thưởng thức âm nhạc hoặc đơn giản là ngồi bên nhau nghe những câu chuyện đời thường của đối phương tuy nhiên kiếp tài xuất hiện trong vận trình tài lộc của hững chú chuột nhắc nhở con giáp này hôm nay cần hạn chế mua sắm chi tiêu chỉ những thứ gì thực sự cần thiết thay vì cứ mua bán theo ý muốn kẻo tiền bạc thất thoát nhanh lắm đấy tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim chỉ nên đi xa trong những việc cần thiết như thăm người thân đau yếu chữa bệnh dự đám tang hoặc nhờ sự cố vấn của người khác khi mình có chuyện rắc rối dễ hao tài nhưng có lộc ăn trong chuyện tình cảm giao thiệp nên có sự dè dặt về lời nói tránh sự ngộ nhận tranh cãi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc sẽ gặp nhiều áp lực chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro nên tìm gặp quý nhân để xin lời khuyên có tin xa hoặc có người ra đi hoặc đã đến lúc công việc của người đó phải tiến hành có liên quan đến mình tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những rủi ro bị chơi xấu tranh cãi có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đình đám có tài lộc hoặc có chuyện vui tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ mọi việc không nên xem thường hoặc tự tin quá đáng vì sẽ có sự việc xảy ra ngoài ý muốn trái ngược đề phòng sức khỏe không tốt không nên hấp tấp trong chuyện tình cảm hoặc lời hẹn ước trong công việc có tài lộc nhưng dễ hao tán về giao dịch tiền đáo hạn tử vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hội họp đám tiệc có tài lộc hoặc có chuyện vui nếu là công việc thì không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc xảy ra dễ có sự đảo lộn ngoài dự tính chạm phải những vấn đề khó khăn hoặc dễ gặp những vấn đề rủi ro chập chạp hoặc bị chơi xấu tranh cãi có tin xa hoặc có cuộc đi di chuyển tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, chính quan trợ mệnh, tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trong công việc hôm nay. Bản mệnh không phải vất vả quá nhiều, cứ làm theo kế hoạch đã định ra là có thể suôn sẻ vận trình, không mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phát sinh cũng như êm đềm vượt qua những khó khăn trước mắt. Sau những thành công lần này, bản mệnh có thể thấy áp lực đang giảm bớt, cơ hội thăng tiến sẽ rõ ràng hơn khi cấp trên đang rất hài lòng với biểu hiện của bạn. Hãy cứ tin tưởng vào bản thân mình, bạn còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa hỏa sinh thổ cũng giúp đường tình duyên của những chú châu thêm phần thuận lợi. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy người phù hợp với mình trong những lúc khó khăn nhất. Hoàn cảnh tương đồng, bản mệnh cảm thấy đồng cảm và dễ dàng nảy sinh tình cảm với đối phương. Sự chia sẻ trong nhiều chuyện cuộc sống khiến cho hai trái tim dần sát lại nhau hơn. Tử vi tuổi ất sửu, thủ mệnh kim. Nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói cũng như hành động, dễ gặp chuyện thưa kiện, thị phi, mắc lừa, bị áp lực, nói ngược, tính toán sai lầm đưa đến thiệt hại sự mong cầu về tiền bạc khó khăn, nếu có thì cũng phải chịu nhiều điều kiện không thuận lợi. Tuy nhiên vẫn có quý nhân giúp đỡ ý kiến để giải quyết vấn đề tài chính. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy. Mọi việc nên có sự chậm rãi. Dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. Sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở, nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa nên thay đổi công việc, người hùn hạp tìm bạn mới, di chuyển. ngày có chuyện vui hoặc có người đem đến sự thuận lợi cho mình. tuy nhiên dù công việc có nằm trong tầm tay cũng dễ có sự thay đổi, đứng chừng, chắc trở do có tin tức mới hoặc có khách đến. sự mong cầu về tiền bạc thường chậm chạp, chắc trở nếu có cũng hao vì nhiều chi phí. cẩn trọng khi cầu tài dễ có sự trái ý. tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ không nên để mình bị lôi cuốn vào những sự việc đang xảy ra gặp trắc trở khó khăn cần phải có sự khéo léo mới có kết quả nên dùng tình cảm để giải quyết thì hay mọi việc chưa đến lúc kết thúc đề phòng có những người khác nhúng tay vào chuyện của mình dễ bị tránh oán áp lực hiểu lầm tài lộc dễ hao tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nếu có sự giúp đỡ của quý nhân hoặc có được cơ hội thì nên tiến hành nhanh chóng nên đi xa di chuyển ngày có sự thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa hoặc thay đổi công việc hao tốn về giao thiệp nhưng cũng không nên kéo dài. Không nên để người khác xen vào chuyện của mình, hãy tự mình giải quyết. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi dần. Cục diện thân dần tương xung tác động lên vận trình hôm nay của người tuổi dần báo hiệu những chuyện không mấy may mắn có thể xảy ra thứ sáu này với bản mệnh chuyện tình cảm của những chú hổ không được suôn sẻ mối quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt dạn nứt có thể phải mất nhiều thời gian để hàn gắn lại bù lại thực thần che chở cho tài vận của bản mệnh nên con giáp này nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến theo tử vi hàng ngày cho thấy bản mệnh có thể lợi dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc có thêm những sản phẩm mới đưa ra thị trường trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong nhà bếp và bếp lò Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều việc xảy ra ngoài dự tính và có sự thay đổi mọi mặt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, tiền đáo hạn hoặc công việc tình cảm, sức khỏe đã đến lúc phải kết thúc. Có quý nhân giúp đỡ, tin tức mong đợi từ lâu đã đến hạp nghề mỹ thuật, gia công chế biến, thời trang. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của buồn mạng. Dù việc có gấp gáp, chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng. Nên tìm gặp quý nhân, bè bạn cho biết ý kiến. Ngày có khách đến hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, thay đổi công việc, di chuyển. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Ngày sung của buồn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển bất lợi. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Nên ra đi giải quyết công việc vì mọi việc sẽ trở nên không dễ dàng theo ý mình mong muốn. Đề phòng công việc dở dang hoặc phải bỏ ngang công việc làm lại. Nên nhẫn nại có tài lộc nhỏ, hoặc cầm tiền, đồ đạc của người khác nhờ mình chuyển giao. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Ngày sung của buồn mạng. Dù công việc có gấp gáp hoặc chắc trở đến đâu cũng không nên hấp tấp, vội vàng, dễ gặp trở ngại rắc rối hoặc có tin buồn không được như ý. Nên tìm gặp quý nhân hoặc bè bạn cho biết ý kiến và giúp đỡ. Tâm tình bất an, đi xa, di chuyển gặp trở ngại chút ít. Nếu có sự đi xa, di chuyển, hoặc dù là công việc cũ cũng nên hỏi lại cho chính xác. Tử vi tuổi mão. Công việc của người tuổi mão đang gặp không ít chúc chắc do bị thương quan ngáng trở. Những rắc rối từ đâu ập đến khiến bạn không kịp trở tay. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do bản mệnh đang có nhiều mối quan tâm khác ngoài công việc nên lơ là với trách nhiệm của mình. Hiệu suất công việc giảm sút đang ảnh hưởng đến bước đường thăng tiến của con giáp này trong tương lai. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân trước khi bạn có thể bị khiển trách vì thái độ làm việc chảnh mảng của bản thân đấy. Hôm nay quan hệ giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Công việc ngập tràn rắc rối gần như đã chiếm hết quỹ thời gian của những chú mèo, nên chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến người ấy đang có cảm giác như thế nào. Đừng gạt bỏ người bên cạnh mình ra bên cạnh như vậy. Bạn có thể chia sẻ để người ấy hiểu và thông cảm mà. Tử Vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Ngày cầu mong về tin tức không tốt, không thuận lợi. Nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói cũng như hành động dễ gặp chuyện thị phi, bị áp lực nói ngược. Nặng về tình cảm quá nhiều thì gặp sự thiệt thòi, có tin buồn, có tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Có nhiều biến động thay đổi trong công việc, ngày có nhiều công việc cần phải giải quyết vừa về việc làm, công danh cho đến tình cảm. Không nên e ngại khi thấy có trở ngại, chậm trễ. Ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ tiệc tùng, mua sắm. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ. Có nhiều biến động thay đổi trong công việc cũng như trong gia đạo, tình cảm có sự gặp gỡ hội ngộ thân nhân bè bạn không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc bao giờ cũng chậm trễ chắc chở nhưng vẫn có kết quả ngày dễ có sự hao tốn về sự tu bổ tiệc tùng mua sắm có cuộc đi ngắn nhưng phải nên cẩn trọng về di chuyển có hư hại nhỏ hoặc có tin buồn tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có chuyện phiền lòng nhỏ trong gia đình hoặc trong công sở bị hàm oan hiểu lầm có tin không tốt cho những chuyện đã trù tính trong quá khứ mọi việc không nên nóng nảy hay vội vàng quyết định hãy chờ đợi vào một ngày khác và nên chăm chú vào những chuyện hiện tại có tin xa của người thân nhưng là tin không tốt có tài lộc quà tặng chuyện vui tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim những việc mong chờ đã lâu hoặc đã có dự tính nay nhận được tin tức không được như ý hoặc có những việc đột biến xảy ra ngoài dự tính cuối ngày có sự gặp gỡ hoặc có chuyện vui trong nhà hoặc trong công sở có chuyện không vui nhưng cũng không phải là quan trọng hào tài về giao thiệp nhưng vẫn có chuyện tốt. Tử vi tuổi thìn Cục diện tam hợp nâng đỡ cho người tuổi thìn trong ngày thứ sáu này nên bản mệnh có thể hoàn toàn thoải mái đón nhận vận trình tươi sáng rạng rỡ. Đặc biệt, bạn đang có cơ hội rất lớn để có thể tìm thấy được tình yêu cho mình. Đào hoa nở rộ, bằng chính sức hút của mình, con giáp này không ngừng khiến cho người khác phái đắm say. Tuy nhiên, vận trình công danh của những chú rồng lại chẳng được nhẹ nhàng như chuyện tình cảm. Ngày chịu ảnh hưởng của thiên quan giáng họa, bạn cần hết sức đề phòng các mối quan hệ xã giao trong công việc. Người trước mặt đon đả nói cười chưa chắc đã thật lòng tốt với bạn, có thể kẻ đó sẵn sàng đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào miễn là có lợi cho đối phương. Cũng bởi bản mệnh nếu quá tin người, bộc trực thẳng thắn quá mức thì dễ bị lừa gạt. Những công sức bỏ ra trở thành bọt biển, thành quả vốn nên thuộc về mình thì bị kẻ khác nẫng tay trên do đó hãy nhìn người một cách tinh tường hơn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa không nên mưu sự có nhiều bất lợi cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền rắc rối gia đạo bất an có nhiều sự bất hòa trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác nếu mong cầu về việc giấy tờ tin tức thì nên kiên nhẫn tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý khách hoặc bè bạn người thân đến chỉ mang tin buồn Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu. Đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời. Nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Có tài lộc. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Mọi việc không nên gấp gáp, vội vã. Ngày có nhiều áp lực, chắc trở khó khăn khiến mình phải lo âu vì sự việc xảy ra hoàn toàn khác với dự tính. Đề phòng rủi ro, khẩu thiệt, tranh cãi, gặp tiểu nhân, hoặc chỉ nhận được những tin tức không tốt cố gắng giữ lời hứa nếu đã có hẹn trước. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Nếu có tài lộc cũng phải khó khăn, chắc trở, hoặc phải chi dụng cho những việc cần thiết, định kỳ. Có quá nhiều chuyện phải lo âu, tâm tình bất an. Cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật, hoặc gặp rủi ro, buồn phiền, tăng tóc, tai nạn, đau ốm. Mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc. Cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy nên tránh mọi chuyện tranh cãi hoặc đương đầu sẽ không có lợi. Sự việc không phải là đơn giản, không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề, vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình. Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả, tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc. Tử vi tuổi Tỵ. Hôm nay là ngày mà người tuổi Tỵ may mắn ngập tràn, đón toàn tin vui ngày thân tị nhị hợp con giáp này nhờ thế mà có vận trình tình cảm lên cao vợ chồng thấu hiểu nhau nên chẳng cần nói gì nhiều mà vẫn hài hòa hạnh phúc hai người có sự tâm đầu ý hợp đến không ngờ khiến người ngoài vô cùng ngưỡng mộ chẳng những vậy thiên tài trợ mệnh vận trình tài lộc của những chú rắn trong hôm nay cũng dồi dào chẳng kém người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến dù ít dù nhiều thì đây cũng là thành quả xứng đáng với những cố gắng trước đó của bạn nó mang ý nghĩa về tinh thần không hề nhỏ nữa người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt hàng hóa tấp nập ngược xuôi lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng hộ nhiệt tình làm ăn trọng nhất chữ tín bạn hiểu được đạo lý này nên luôn chăm chút từng sản phẩm của bản thân để tạo dựng lòng tin nơi người mua tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa tốt hơn là nên giữ hòa khí chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau không nên tranh cãi phân trần việc mong cầu về tin tức chỉ nghe những chuyện không tốt hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ ngày chỉ nên làm việc bình thường, mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận. Chưa phải là lúc quyết định, tài lộc bình thường, có sự mua sắm nhỏ. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Tin tức không vừa ý, nên tìm gặp quý nhân cho ý kiến. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Những việc mình biết hoặc được sự yêu ái giúp đỡ của người khác thì nên giữ kín e có người tranh cạnh. Mọi việc càng nói ít thì càng tốt. Ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện thị phi, trách oán, không có lợi. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ. Chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý. Ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Đề phòng có người chơi xấu hoặc trái ý với mình. Có tin xa, ngày dễ có sự hao tốn, chi phí. Nói chung khó có sự việc nào êm xuôi hoặc có sự kết thúc như ý muốn. Nên giới hạn mọi việc, không nên bày vẽ thêm chỉ đem đến chuyện không có lợi. Không nên ngại sự hao tốn, và cũng đừng nên so đo khi mình muốn đạt được mục đích. Tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc có cơ hội tốt trong tương lai. Tử vi tuổi ngọ, với người tuổi ngọ, chính tài mang là tín hiệu tốt để bản mệnh thực hiện các kế hoạch liên quan đến tài chính. Tuy nhiên, tài lộc trong hôm nay chỉ vượng ở mức vừa phải, vẫn phải dựa vào năng lực của bản thân mới có thể kiếm tiền ổn định chứ không hoàn toàn là may mắn, vì thế, bạn nhớ thực hiện những dự án có tính an toàn cao nhé. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa những chú ngựa với nửa kia đang phải chịu không ít thách thức. Cũng bởi hai bạn thiếu sự thấu hiểu với nhau nên để nhiều vấn đề khách quan xen vào tình yêu của mình. Hãy trò chuyện với nhau nhiều hơn nhé. Ngày 10 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, m u bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày xấu, không nên tiến hành giải quyết những công việc quan trọng mọi sự đều nên cẩn trọng dễ gặp rủi ro thất bại tai nạn mất danh tiếng không nên đến những nơi đông đảo sẽ hoàn toàn không có lợi khẩu thiệt thị phi gia đạo bất an sức khỏe không tốt nếu thấy có điều lợi thì phải coi chừng lợi và hại đi đôi tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối, ngày không nên làm gì, nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối, có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt ngày không nên bày vẽ thêm hoặc kéo dài nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi có tin vui hoặc có sự gặp gỡ người thân bè bạn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức có sự ra đi di chuyển nhưng cũng có tin buồn về chuyện này mọi việc chưa có thể kết thúc tiến thoái lưỡng nan ngày có nhiều áp lực trở lực tránh mọi sự thị phi tranh cãi cầu tài lộc bất lợi dễ hao tán tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả, và cũng không để chuyện tình cảm, gặp gỡ xen lấn. Không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin buồn. Tử vi tuổi mùi chính quan ở bên che chở cho người tuổi mùi nên bạn gặp khá nhiều người tốt công việc cũng trôi chảy hơn nhiều nhờ sự trợ giúp nhiệt tình của người xung quanh càng ngày bạn càng hiểu ra tầm quan trọng trong việc giữ mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp nên luôn cố gắng để hòa đồng với mọi người hơn nhờ ngũ hành tương sinh đường tình duyên khởi sắc bản mệnh dù là người độc thân hay đã có đôi thì cũng có tin vui báo về sau bao ngày trông ngóng Người độc thân có thể sẽ được bạn bè hay người quen giới thiệu cho người phù hợp. Bản mệnh cũng có sẵn thiện cảm với đối phương nhưng còn phải cần thêm thời gian để hai bên hiểu thêm về nhau. Các cặp đôi cảm thấy tình yêu càng ngày càng thêm nồng cháy, có thể sẽ tính tới chuyện về chung một nhà. Tử vi tuổi ất mùi, thủ mệnh kim. Nếu có tài lộc chỉ là thành quả của việc làm tận tình của mình ở quá khứ, có thể là quà tặng niềm vui hoặc vì nhân nghĩa nặng tình mà có người đem đến cho mình điều lợi, điều vui. Mọi việc không nên tính toán có tin về sự lỗi hẹn, rời hẹn, hoặc có tin không kết quả về việc làm của thân nhân, bè bạn. Tình cảm tốt, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Đã đến lúc cần phải giải quyết công việc cho xong, hoặc cần phải thay đổi phương hướng kế hoạch hiện tại. Nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước, đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi kỳ mùi, thuộc mệnh hỏa. Việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện hoặc đã đến hẹn, định kỳ. Nếu không thì công việc đang tiến hành sẽ có sự ngưng ngang phải giải quyết việc khác. Nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước, đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết, đi xa. Có tin buồn. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Chuyện tình cảm không nên dính vào việc làm nên có sự bàn thảo hội họp về công ăn chuyện làm chuyện đi xa thay đổi kế hoạch làm ăn hoặc thay đổi về nơi ăn trốn ở nhà cửa nhận được tin tức của thân nhân bè bạn ở xa về di chuyển tin gặp lại người xưa tài lộc còn chậm dễ hao tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin tức ở xa, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi thân, người tuổi thân có thể thở phào nhẹ nhõm trong ngày có sự xuất hiện của thiên ấn bởi các thần này sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những bước đi phù hợp để giải quyết khúc mắc trước mặt bản mệnh phát huy được thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của mình mà trước đó chưa có cơ hội để sử dụng, vừa hay cứu chính bản thân thoát khỏi cơn nguy khốn. Người tuổi này rất vượng đào hoa trong hôm nay, nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là khởi tạo việc chi cũng hại hại nhất là xây cất nhà cưới gã trổ cửa dựng cửa tháo nước đào ao giếng động đất xây tường dựng cột tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết cẩn trọng chuyện thị phi ràng buộc vì lời nói việc làm gặp nhiều trở lực sức ép có tin tức về tình cảm ở xa nên đi xa rời chỗ tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả việc đi lại vận chuyển nên có sự cẩn thận càng chậm càng tốt có tin xa tài lộc trung bình nhưng không nên mưu cầu chuyện lớn tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng không phải một lần giải quyết và ra tay hành động mà kết thúc được vấn đề tránh mọi sự cãi cọ xô xát hoặc vì nóng tánh mà gặp rủi ro mất đi nhiều tình cảm với người khác cuối ngày có tin vui hoặc có sự gặp gỡ ngày chỉ nên ngồi yên việc thế nào thì chỉ làm như thế ấy tài lộc kém tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng tuy có sự trở ngại chút ít nhưng việc mong cầu sẽ có kết quả ngày có nhiều việc thay đổi đột biến bất ngờ hoặc có tin cần phải tiến hành hoặc ra đi cấp bách có tin tức ở xa, tài lộc trung bình, nhưng không nên mưu cầu những chuyện lớn. Tử Vi tuổi dậu, chính ấn mang tới cho người tuổi dậu sự công nhận và đánh giá cao từ cấp trên nhờ tinh thần làm việc hăng say, không biết mệt mỏi của mình. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa nhé, nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới của bạn sẽ vô cùng tươi sáng đấy. Ngoài ra đừng quên rèn luyện cho bản thân có thái độ chủ động trong công việc nữa nhé, hãy tự đi trên đôi chân mình, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc nhanh chóng hài lòng với thực tại. Bạn vốn tài năng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hôm nay bản mệnh nên quan tâm hơn tới sức khỏe, đừng xem thường những biểu hiện nhỏ bất thường trên cơ thể. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Dù có nhận được tin tức không vừa ý cũng không nên nóng nảy mọi việc sẽ có cách giải quyết nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù đó là công việc hay vấn đề tình cảm di chuyển có sự hư hại về máy móc xe cộ đồ đạc tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước có tin buồn về đi lại di chuyển chờ mong tin tức ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có nhiều sự việc xảy ra đột ngột bất ngờ không có kết quả tốt hoặc nghe tin xấu về rủi ro tai nạn thất bại ngày có sự gặp gỡ nhiều người hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước cẩn trọng trong việc đi lại tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên đi xa di chuyển nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp. Không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực, nếu có thực cũng có sự thiếu sót. Có tin vui về chuyện tình cảm, hoặc có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, tiệc tùng, đình đám. Nếu có tài lộc chỉ là tiền đáo hạn, định kỳ, hao cho người thân. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim. Ngày có sự gặp gỡ nhiều người, hoặc được nhiều tin tức có liên quan đến tình cảm. Cẩn trọng trong việc đi lại. Không nên bối rối khi nhận được tin không vừa ý. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, nên ra đi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính trước. Có tin buồn về đi lại, chờ mong tin tức chậm chạp hoặc không được như ý. Tử vi tuổi Tuất, Thiên quan ngáng trở khiến người tuổi Tuất khá lao đao trong ngày hôm nay. Đây là điểm báo tiểu nhân khiến con giáp này có thể phải đối mặt với nhiều rắc rối trong chuyện công việc. Những kẻ ghen ghét tìm cách chèn ép khiến cho con giáp này khó lòng phát huy được những khả năng của mình một cách tốt nhất. Lời khuyên cho bạn là tốt nhất nên thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Họa đến từ miệng, nhưng đúng là đôi khi người nói vô tâm mà người nghe hữu ý, cẩn thận vẫn hơn. May mắn là hỏa sinh thổ, nửa kia chính là một chỗ dựa rất vững vàng cho bạn để có thể yên tâm vượt qua những khó khăn trong công việc và cả cuộc sống. Nếu có điều gì khiến bạn khó xử, hãy trò chuyện với người ấy bạn biết đấy nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích mà tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nên từ chối hoặc rút lui nhẹ nhàng những việc không cần thiết hoặc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại thì mới có lợi ngày có nhiều tin không tốt về việc làm hay gặp sự cản trở gặp tiểu nhân bị ép buộc nếu có lợi lộc thì nên dừng bước tiến thêm thì gặp điều không hay ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin xa tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên bình tĩnh khi phải đương đầu với những khó khăn trở ngại trong ngày tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc tâm tình bất an có tin buồn ngày có nhiều sự âu lo đề phòng rủi ro có người đến nhờ và mong giúp đỡ và chính mình cũng nên xin ý kiến của người khác trước khi quyết định tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên tự mình ra đi để tìm tin tức hoặc giải quyết công việc nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường hoặc đang đi lại phải xoay về hướng khác nếu không có gì gấp gáp tốt hơn là nên xem lại các việc cũ chỉnh đốn lại công việc tâm tình bất an có tin buồn ngày có nhiều sự âu lo có người đến nhờ vã mong giúp đỡ và chính mình cũng nên xin ý kiến của quý nhân cấp trên trước khi quyết định tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên hấp tấp trong mọi hành động nếu thấy điều lợi đến nhanh lại càng phải dè dặt vì sự việc còn nhiều thay đổi xoay chuyển sức khỏe không tốt nếu không có gì gấp gáp thì nên nghỉ ngơi ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp kết thúc mọi việc nên đi xa rời chỗ có tin xa có khách đến tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nếu có người đề nghị hoặc có sự trở ngại thì nên thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi hợi thân hợi tương hại giáng họa người tuổi hợi chớ ham chuyện thị phi mà vướng họa vào thân hãy cứ làm tốt công việc của mình có như vậy bạn mới tránh được những rắc rối vốn không hề liên quan gì đến bản thân dù có gặp phải tình huống chia bè phái nơi công sở cũng chớ dại đứng về bên nào cả nếu không bạn có thể trở thành đối tượng đứng mũi chịu xào nhận sự công kích của người khác trong chuyện tình cảm hôm nay bạn có cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình hãy mở lòng ra để cởi mở chia sẻ và để mọi thứ diễn tiến thật tự nhiên đừng mong chờ quá nhiều từ những buổi đầu gặp gỡ kẻo người thất vọng sẽ là bạn đấy tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có sự thuận lợi trong việc thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian, sẽ có kết quả tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ về ý kiến hoặc về vật chất. Nên thay đổi phương hướng kế hoạch, tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn, tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ. Chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác sự mong cầu về công việc tiền bạc tin tức tình cảm không nên nóng nảy có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả nên tiến hành công việc không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nếu có người đề nghị hoặc có sự trở ngại thì nên thay đổi phương hướng kế hoạch tu bổ sửa chữa chỉnh đốn tốt hơn là giữ nguyên tình trạng cũ không nên e ngại sự hao tốn về tiền bạc cũng như thời gian sẽ có kết quả tốt chuyện tình cảm không nên hấp tấp cũng như công việc không nên tin vào kinh nghiệm vì có nhiều chuyện xảy ra không đúng với ý nghĩ cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại